Mời các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn trẻ đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thành Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. BCAA có thể giúp làm giảm đi mức đường huyết. BCAA cũng có thể giúp duy trì mức độ đường trong máu bình thường. Leucine và isoleucine được cho là làm tăng tiết ra insulin, làm cho cơ bắp của bạn sẽ nạp nhiều hơn đường từ máu của bạn, do đó làm giảm lượng đường trong máu. Trong thực tế, một số nghiên cứu đã báo cáo việc gia tăng mức độ đường trong máu tùy thuộc vào chế độ ăn uống mà người tham gia đang theo đuổi. Ví dụ, khi BCAA được kết hợp với một chế độ ăn giàu chất béo, thì việc tiêu thụ chúng trong hình thức bổ sung có thể dẫn đến sự kháng insulin. Một nghiên cứu gần đây có sự tham gia của người bị bệnh gan sử dụng 12,5 gram BCAA 3 lần mỗi ngày. Trong 10 người tham gia, lượng đường trong máu của họ đã giảm xuống. Trong khi đó, 17 người tham gia khác đã không nhận thấy có tác dụng gì. Do đó, nhiều nghiên cứu cần được thực hiện thêm trước khi có thể đưa ra kết luận chắc chắn. BCAA có thể giúp thúc đẩy việc mạnh kiểm soát lượng đường trong máu, ít nhất là trong một số trường hợp. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để khẳng định tác dụng của chúng. 7. BCAA có tác dụng tăng cường việc giảm cân. Acid amin chuỗi nhánh có thể giúp ngăn ngừa sự tăng cân và tăng cường giảm mỡ. Trong thực tế, các nghiên cứu quan sát đã đưa ra báo cáo, những người tiêu thụ trung bình 15 gram BCAA mỗi ngày có nguy cơ thừa cân hoặc béo phì thấp hơn 30% so với người tiêu thụ trung bình 12 gram mỗi ngày. Nếu bạn đang cố gắng để giảm cân, thì BCAA có thể giúp cơ thể loại bỏ chất béo không mong muốn một cách hiệu quả hơn. Một nghiên cứu các vận động viên đô vật thi đấu tiêu thụ một lượng protein cao theo một chế độ ăn hạn chế calorie cùng với sử dụng thực phẩm bổ sung BCAA đã giảm hơn 3,5 pound tương đương với 1,6 kg so với những người sử dụng thực phẩm bổ sung từ soy protein trong chu kỳ 19 ngày. Đồng thời, nhóm sử dụng BCAA cũng giảm được nhiều hơn 0,6% lượng mỡ cơ thể so với nhóm sử dụng protein đậu nành, mặc dù tiêu thụ lượng calorie tương đương nhau. Tám, BCAA có thể giúp giảm các biến chứng trong bệnh gan. BCAA có thể giúp giảm các biến chứng liên quan đến suy gan. Một bài đánh giá các nghiên cứu gần đây ở các bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật gan đã đưa ra báo cáo rằng tăng cường BCAA có thể giúp cải thiện chức năng gan, giảm nguy cơ biến chứng và giảm thời gian nằm viện. Thực phẩm bổ sung BCAA có hiệu quả trong việc giảm mệt mỏi và cải thiện điểm yếu, chất lượng giấc ngủ và chứng chuột rút cơ bắp ở người có bệnh gan. Trong trường hợp ung thư gan, việc uống bổ sung BCAA có thể giúp làm giảm khả năng giữ nước và làm giảm nguy cơ chết sớm lên đến 7%. Tuy nhiên, BCAA không giúp cải thiện tỷ lệ sống sót và nó cũng không giúp làm giảm rủi ro của các biến chứng, nhiễm trùng và chảy máu dạ dày. 9. Hướng dẫn liều dùng. Sử dụng BCAA phụ thuộc vào các nhu cầu và mục tiêu cá nhân của bạn. Dựa trên những nghiên cứu mới hơn, những người lớn khỏe mạnh nên nhắm đến mục tiêu hấp thu. Phụ nữ tối thiểu là 9 gram BCAA mỗi ngày, đàn ông tối thiểu là 12 gram BCAA mỗi ngày. Liều lượng trung bình từ 5 cho đến 12 gram BCAA nạp vào cơ thể hàng ngày sẽ phù hợp với hầu hết mọi người. Bạn có thể hấp thu được thông qua chế độ ăn uống thích hợp. Các vận động viên có thể dùng thêm thực phẩm bổ sung để tăng mức nhu cầu BCAA lên 10 cho đến 20 gram mỗi ngày. 10. Các nguồn thực phẩm chứa BCAA nhiều nhất. Những loại thực phẩm có lượng BCAA cao nhất bao gồm thịt, da cầm và cá, chứa từ 3 cho đến 4,5 gram trong 84 gram. Đậu và đậu lăng chứa 2,5 cho đến 3 gram trong một tách. Sữa 2 gram trong một tách khoảng 237 ml. Đậu hũ và đậu tương lên men
chứa 0,9 cho đến 2,3 gram trong 84 gram, phô mai 1,4 gram trong 28 gram, trứng 1,3 gram trong một trái trứng lớn. Hạt bí ngô khoảng 1 gram trong 28 gram, hạt diêm mạch 1 gram trong mỗi tách, các loại hạt từ 0,7 cho đến 1 gram trong 28 gram. Phụ thuộc vào từng loại, bổ sung những loại thực phẩm từ danh sách trên vào chế độ ăn uống của bạn hàng ngày sẽ giúp tăng cường lượng BCA nạp vào cơ thể. Độ an toàn và các tác dụng phụ. Theo nghiên cứu, việc uống thực phẩm bổ sung BCAA an toàn và không có tác dụng phụ nào đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, việc bổ sung BCAA sẽ không được khuyến cáo cho những người mắc bệnh ALS, còn được gọi là chứng xơ cứng teo một bên. Ngoài ra, các cá nhân bị mắc chứng rối loạn bẩm sinh hiếm thấy được gọi là bệnh siro niệu, nên hạn chế lượng BCAA vì cơ thể của họ không thể phá vỡ chúng đúng cách. Mong rằng những kiến thức về BCAA vừa được chuyên mục Tri thức Dreamer chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn hiểu và sử dụng nguồn bổ sung BCAA hàng ngày đạt hiệu quả tốt nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo. Buổi phát thanh hôm nay sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát thanh tiếp theo.